Nhưng mà nếu lớp bảo mật thứ nhất không thực hiện được thì sẽ không mình thực hiện được. Xin chào tất cả các anh em nhé. Hiện tại thì mình đang trong khóa đào tạo của công ty NTD Auto Việt Nam tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào ngày 7 tháng 8 năm 2024. Hiện tại bây giờ thì mình đang trong cái giờ đào tạo của công ty NTD Auto Việt Nam và có thông báo cho anh em sau cái khóa học của công ty NTD Auto Việt Nam tại thủ đô của Bangkok của Thái Lan vào ngày 13 tháng 9 chúng tôi có thời gian dài thì công ty NTD Auto Việt Nam sẽ mở lớp đào tạo cho tại thành phố Thanh Hóa về phân tích thông số hiện hành dữ liệu động cơ trên xe máy thế hệ mới để tìm ra các loại khó hay nhé. Vâng, như vậy là rất chỉ là tuyệt vời về cái chương trình phân tích thông số dữ liệu hiện hành dữ liệu động cơ. Thì đấy là trong cái giáo án chương trình giảng dạy 45 ngày NTD Auto Việt Nam, và công ty đã bỏ ra đào tạo nhanh một ngày để đào tạo cho tất cả những anh em thợ sửa chữa xe máy trên toàn quốc. Anh em có thể đăng ký vào số điện thoại 0848 854 345 của mình để mình đăng ký khóa học cho anh em nhé. Và một khóa học rất chi là hữu ích, tất cả những anh em thợ đang sử dụng không có máy chuẩn đoán lỗi, hoặc là anh em có máy chuẩn đoán lỗi của các cái hãng khác, hoặc là những anh em đang sử dụng máy chuẩn đoán lỗi mô tô xe tăng, chỉ cần anh em là thợ sửa chữa xe máy thì anh em có thể là đăng ký tham gia khóa học này. Vâng, rất nhiều anh em đã sử dụng máy chẩn đoán lỗi rất chi là lâu năm rồi, nhưng mà anh em đang còn vướng mắc ở cái phần thông số hiện hành dữ liệu động cơ. Ở trong đấy có rất nhiều cái thông số mà anh em cần phải phân tích, mà để phân tích được cái thông số đấy thì không phải là đơn giản anh em nhé. Không có người đào tạo thì anh em sẽ nhìn vào cái thông số hiện hành đấy, thực sự là anh em sẽ không biết được các cái thông số hiện hành đó, vì là khi mà vận hành của xe, mỗi xe nó sẽ thông số nó sẽ khác nhau, và anh em được công ty NTD Auto Việt Nam đào tạo phân tích thông số hiện hành dữ liệu động cơ, thì khi mà nhìn chiếc xe máy thế hệ mới, anh em chỉ cần mở thông số lên, anh em xem thì anh em sẽ phát hiện ra ngay vị trí hư hỏng ở đâu, cái gì tốt, cái gì chưa tốt, thông số nào là đúng, thông số nào là không đúng, thì anh em nhìn vào đấy thì anh em sẽ biết luôn anh em nhé. Vâng, rất chi là tuyệt vời. Mình nhắc lại một lần nữa, sau khóa đào tạo tại công ty NTD Auto Việt Nam tại thủ đô Bangkok Thái Lan vào ngày 13 tháng 9 năm 2024 thì sẽ có khóa đào tạo tại thành phố Thanh Hóa cho tất cả những em thợ sửa chữa xe máy, từ có máy chuẩn đoán lỗi hoặc là chưa có máy chuẩn đoán lỗi thì anh em đều thì là gọi số điện thoại trên màn hình để anh em có thể là mình có thể là đăng ký được học này thôi anh em nhé. Đào tạo ngày và học phí là 1.500.000 đồng, anh em được bao ăn buổi trưa anh em nhé, rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ thể là quay cho anh em một cái quang cảnh để anh em nhìn cái khóa đào tạo của cái điều như nào tại thủ đô Bangkok Thái Lan anh em nhé. Vâng, thì em được thể chuẩn bị cho mình quay. Okay, anh em thấy là các em thợ sửa chữa Thái Lan đang rất là chú ý lắng nghe, hầu như là không bỏ qua một từ nào. Một điều tôi đào tạo anh em nhé. Vâng. Bây giờ mình đang quay lên cái SCM. Đây là thầy giáo thạc sĩ Dương Tuấn Dũng, là người sáng lập ra công ty NTD Auto Việt Nam, tác giả máy chuẩn đoán lỗi mô tô xe tăng anh em nhé. Và hiện tại thầy đang chương trình giảng dạy cho anh em thợ sửa chữa Thái Lan tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Để đăng ký một chìa khóa thì FOB sẽ gửi qua sóng không dây Wi-Fi, wireless không dây từ bên đây, từ FOB đây là cái bàn trưng bày các cái sản phẩm công ty NTD Auto Việt Nam, như là các cái cáp kiểm tra SCU, kiểm tra ECM, máy móc anh em nhé. Thông tin gửi sang sẽ bao gồm hai phần là thông tin PID và trạng thái của FOB. Okay. ข้อมูลส่วน 2 ส่วนจะส่งถึง SCU คือ 1 คือ PID 2 คือ status ของ FOB ค่ะ. Sau khi được gửi thông tin sang thì PID sẽ được lưu vào SCU. Okay, หลังจากการซื้อเสร็จแล้ว PID จาก FOB จะส่งถึง SCU. Mình có quay lại đoạn của thầy Dũng đang trong chương trình giảng dạy anh em nhé. Anh em muốn tiếp tục được thầy Dũng giảng dạy thì anh em tiếp tục đăng ký vào khóa học với nhau rồi. Thì có một điều rất đặc biệt là anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.